Hai các bạn, khi mà hỏi một câu quen thuộc, bạn là ai? Hãy giới thiệu về bản thân mình thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Mình thấy thông thường sẽ là tên của mỗi người gắn với một vai trò nào đó. Khi ở nhà sẽ là con của ai đó. Khi mà đến trường sẽ là học sinh, sinh viên của ngôi trường nào đó. Khi mà đi làm sẽ là nhân viên của công ty ABCXYZ. Khi mà lập gia đình sẽ là vợ, là chồng, là bố, là mẹ của những đứa trẻ. Và rõ ràng trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn gắn mình với rất nhiều những cái vai trò khác nhau trong từng hoàn cảnh. Vậy có khi nào bạn chỉ là chính mình với riêng cái tên của mình và không có bất cứ vai trò nào khác để thực sự cảm nhận về mình hay không? Mình nghĩ rằng có, chỉ là chúng ta phải dành thời gian cho chính mình, phải có những lúc ưu tiên cho mình. Và ngày hôm nay mình muốn nói về self-care, về hẹn hò với bản thân. Mình thấy rất là nhiều người xung quanh, nhất là khi mà chúng ta đã lập gia đình rồi, thì cuộc sống có rất là nhiều những cái sự bận rộn. Về đến nhà là phải lo cơm nước giặt giũ, rồi chăm sóc con cái. Đêm thì lại lo deadline công việc. Sáng hôm sau dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi lại tất bật đi làm, rồi làm về lại tất bật đón con. Có quá nhiều thứ đổ lên đầu. Và luôn luôn có những lúc mà bị stress, bị căng thẳng, và nói là không có thời gian làm bất cứ thứ gì cả. Thời gian dành cho mình cũng không có. Hay là cảm thấy là mình đã hy sinh quá nhiều, bỏ ra quá nhiều, và cảm thấy ấm ức nếu như không nhận được cái sự quan tâm và chăm sóc như mình mong muốn. Và rất là nhiều những cái câu chuyện khác tương tự như vậy. Thực tế là không ai bắt chúng ta phải khổ sở như vậy cả. Còn nếu như mình đã chấp nhận làm, tình nguyện làm, thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của bản thân. Còn nếu như chúng ta muốn cân bằng thì hãy dành thêm sự ưu tiên cho chính mình. Chúng ta cứ nói là không có thời gian, không có thời gian để gội một cái đầu cho tử tế, để có thể chọn một bộ quần áo ưng ý, để có thể trang điểm nhẹ nhàng, hay không có thời gian để ngủ, không có thời gian để uống một tách trà. Thực ra chúng ta luôn luôn có thời gian, chỉ là chúng ta có ưu tiên cho điều đó hay không. Mình nghĩ rằng nếu như chúng ta muốn chăm sóc cho người khác, muốn yêu thương những người khác, thì trước tiên là phải chăm sóc chính mình, phải yêu thương chính mình. Bởi vì mình có khỏe, khỏe cả về thể chất, khỏe cả về tinh thần, thì mình mới có thể mang lại niềm vui, mang lại sự chăm sóc tốt nhất cho những người mà mình yêu thương. Và nếu như mà mọi người chưa có thói quen chăm sóc cho chính bản thân mình, thì bây giờ chúng ta có thể thử dần mỗi ngày một chút. Mình nghĩ là đầu tiên, hãy bắt đầu từ những cái sở thích nho nhỏ. Hãy viết ra đâu là những cái điều mà mình thích làm, đâu là những cái việc mà mỗi lần làm mình cảm thấy rất là vui, có thể những niềm vui nho nhỏ thôi, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy bình yên. Đó có thể là việc mà bạn pha một tách trà, nhâm nhi một chút trà, đọc một cuốn sách. Có thể là xem được bộ phim mà mình yêu thích. Không xem được hết ngay thì chúng ta có thể chia nhỏ từng lần xem. Có thể là chúng ta đi mua một bộ quần áo mới. Chúng ta ngày hôm nay tắm lâu hơn một chút, trang điểm kỹ hơn một chút. Những cái thói quen đó mình nghĩ rằng không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống hay lịch trình của chúng ta. Nhưng mà chỉ cần để ý thôi, cuộc sống của bạn mỗi ngày sẽ phong phú lên. Và không chỉ là những cái thói quen nhỏ tranh thủ chăm sóc chính mình, mà đôi khi cần lên cái lịch trình để hẹn hò với bản thân. Tức là không phải là chúng ta đi với ai hay là chúng ta phải làm những trách nhiệm khác, mà chúng ta có một cái lịch dành riêng cho mình. Và nó giống như việc là khi nhỏ bố mẹ nói là cuối tuần sẽ được đi chơi, là mình háo hức từ lúc đó và cố gắng làm hết những cái bài tập được giao, rồi là nghe lời bố mẹ hơn để làm sao mà đến đúng cái lịch đó thì mình sẽ được làm việc mình yêu thích, chính là đi chơi và khám phá mọi thứ xung quanh. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có những cái sự háo hức của riêng mình. Và nếu như chúng ta cũng đặt những cái lịch hẹn hò với bản thân mà khiến mình cảm thấy vui vẻ, háo hức, thì mình tin rằng là tâm trạng chúng ta tốt hơn, cũng như là chúng ta cố gắng hoàn thành mọi thứ chỉn chu và nhanh hơn, để làm sao đến hẹn đó thì chúng ta đã hoàn thành xong hết mọi thứ rồi. Và khi có thời gian hẹn hò cho bản thân thì chúng ta không còn có những deadline, không còn có những công việc ngập đầu, không còn những suy nghĩ về gia đình, con cái trong một khoảng thời gian nhất định, để chỉ tập trung về bản thân mình. Lúc đó sẽ là lúc mà mình được làm việc mình thích, là lúc mà mình hiểu mình nhất, là lúc mà mình tìm lại giá trị của bản thân, là lúc mà mình có thể phát triển được bản thân. Bởi vì có rất là nhiều thứ cuốn đi, chúng ta sẽ bị quên mất bản thân mình. Chúng ta bị quên mất đi những cái niềm vui của mình, những cái sở thích của mình, và chúng ta không kịp hiểu cái sự thay đổi của mình. Và nếu như có một sự ưu tiên với khoảng thời gian nhất định cho bản thân, thì chúng ta sẽ tìm lại được đủ đầy những cái giá trị đó, để chính mình sống đủ hơn và cũng khiến cho cuộc sống xung quanh của mình đầy hơn.
Và bây giờ chúng ta hãy thử lên list xem đâu là những việc mà chúng ta có thể làm cho bản thân mình vui hơn, đâu là những cách chăm sóc bản thân, self-care tốt nhất, và đâu là những lịch trình mà chúng ta có thể tự dành cho chính mình trong một ngày, hay trong một buổi, hay trong một vài giờ hẹn hò với bản thân. Đó có thể là một buổi sáng bạn mở cửa sổ, hay là ra ban công ngắm nhìn không gian xung quanh, hít thở, cảm nhận. Hãy chọn một cuốn sách mà mình yêu thích. Rồi pha một ấm trà. Mình rất là thích cảm giác khi mà pha trà, ngửi mùi trà và nhâm nhi một tách trà, luôn luôn cảm thấy là mình chậm lại, điềm tĩnh hơn và cảm nhận mọi thứ sâu hơn. Vừa uống trà, vừa đọc sách, lại có âm nhạc nữa. Nghĩ thôi đã cảm thấy chill chill và cảm thấy là mình được thư thái hơn rất là nhiều rồi. Có những hôm cũng đẹp trời, trời xanh mây trắng, thì mình sẽ thong dong ra đường, ngắm nhìn đường phố, đi đến quán cà phê nào đó, rồi đi mua đồ chẳng hạn. Lúc thì sẽ là mua quần áo, mua mỹ phẩm, khi thì mình sẽ đi mua sắm những vật dụng trong gia đình. Cái cảm giác là có thời gian đi chọn đồ, lựa đồ và ngắm nhìn rất là nhiều thứ màu sắc khiến mình cũng cảm thấy một ngày trở nên vui tươi hơn, sinh động hơn. Còn một buổi sáng vừa thư thái lại vừa hiệu suất của mình chính là ra một quán cà phê, ăn món bánh yêu thích, uống trà hoặc là bạc xỉu nóng. Mình sẽ ghi ra những việc mình cần làm trong ngày, ghi ra những việc mà mình muốn làm. Sau đó thì mình sẽ ngồi học một chút. Và luôn luôn sẽ có âm nhạc đi kèm để có thể tập trung hơn. Có lúc thì thư giãn thì ngồi chỉ là nghe nhạc thôi, hoặc là xem một clip giải trí nào đó. Ngoài ra thì có rất là nhiều cách khác để chúng ta có thể self-care. Ví dụ như là nấu một món ăn yêu thích này, nghe nhạc này, xem phim này, chăm sóc cây cối này, dọn dẹp nhà cửa, gọi điện thoại cho một ai đó mà lâu rồi bạn không nói chuyện với họ, hay là chỉ cần nghe tiếng họ thôi là bạn đã cảm thấy ấm áp và vui vẻ, như là gọi cho bố mẹ này, hay là nhắn cho bạn bè. Hoặc bạn có thể làm một cốc sinh tố thật là ngon và mát mẻ, thiền cũng chính là một gợi ý. Hay là đi ăn ở bên ngoài, đi dạo, lượn lờ đường phố, sắp xếp lại bài vở hay là góc làm việc của mình, đi ngủ sớm. Và rất nhiều những cách khác mà chính bạn sẽ là người tìm ra được tốt nhất cái nào là cái phù hợp cho mình. Đó là một vài gợi ý của mình. Thế còn trong những cách vừa rồi, đâu là cách mà bạn cảm thấy yêu thích, đâu là cách phù hợp với bạn, hãy chia sẻ Vân Anh. Và đừng quên là hãy thêm cho chính Vân Anh một vài gợi ý để chính mình cũng sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn bằng những cách mà các bạn đã từng áp dụng. Và cũng từ đó chúng ta sẽ yêu bản thân nhiều hơn, từ đó yêu những người xung quanh và chăm sóc cho họ được tốt hơn.